Cái này là Win 8 này, anh Tú. Win 8 thì anh vô kích chuột phải vào cái này đúng không? Vào control panel, vào print and device and printer ha. Rồi kích vào cái máy của mình á, kích chuột phải vào property đó, bấm vào cái tab advanced này này nha, nó tab advanced, bấm printing default này, sang cái tab order gần cuối cùng này này ha. Đó rồi ở đây nó có một cái ô là custom paper size, là bấm vào đây để mình add thêm nhiều cái khổ giấy mà không có cái tiêu chuẩn đó, như là A3, A4 là cái tiêu chuẩn ISO. Còn mấy cái này giả sử như mình đo cái thiệp của mình là, hay là cái giấy, cái bản in của mình là khổ bao nhiêu, mình bấm vào add. Giả sử như cái này là in, cái này là milimét này. Giả sử như mình đang muốn in một cái thiệp là thiệp khổ, thiệp khổ 18 nhân cho 21 ha. 18 nhân 21 180 mm nhân cho 210 mm. Ok đúng không? Thì ở đây là mình bỏ cái A, B này. A là chiều ngang, B là chiều dài này. 18 là chiều ngang ha. Thì mình bấm 180 này. Đó, ở chiều dài B là 2210. Và nhớ là mm và in là khác nhé. Mình bấm OK. Đấy, OK cái nữa. Rồi apply. Ok. Bây giờ mình kiểm tra lại. Kiểm tra lại ở trong này nó có khổ hay chưa. Đó, mình vô cái này xong mình bấm vô cái paper tab này, all in paper size này. Đó là anh bấm vô đây, anh kéo xuống dưới cùng là nó sẽ có cái thiệp khổ ha. À, bấm OK đi rồi thoát ra ngoài, mình thử vào cái chương trình gì đó in, giả sử như là vào Excel đi, Corel đi, mình chọn cái gì, bất kỳ cái gì đó mình in ha. Rồi bây giờ em chọn cái này em in, mình đặt cho nó cái này là khổ 18 180 nhân 210. Rồi cái này chọn khổ giấy ngang 180 210 ha. Đó, mình cho giữa trang, cho giữa trang đó đúng không? Thì bây giờ cái này là nó là nằm giữa trang rồi, bây giờ mình bấm print control P, chọn cái máy của mình đó và chọn khổ giấy, bấm vô cái này, mình chọn khổ giấy, chọn khổ giấy, khi mà thiết kế vào cái khổ giấy là đã 180 nhân 210 rồi á, thì mình ở đây là cái bản gốc và đây là cái khổ giấy bản sao, thì mình muốn in 100% cái khổ giấy đó thì mình hai cái đều chọn một loại khổ giấy như là 180 nhân 210 ở phía trên và ở phía dưới cũng chọn cái đó, thì ở bên này nó sẽ ra 100% là nó nguyên bản ha. Mình đây là cái định lượng, nó chọn cái này thì tự động nó sẽ nhảy ra thay tay, và đây là định lượng giấy, nên nhớ cái máy này là nó phải chọn cái định lượng giấy, như là giấy dày thì nó từ thích 1, thích 2, thích 3, thường thường thiệp có thể in thích 1 hoặc thích 2, à thích 2 hoặc thích 3. À, như em 22x3 nha. Ok, bấm OK ngái rồi apply, rồi xong sang đây là print, mình bấm vô printing default và printing preview để xem trước bản in nha, xem trước bản in đó, là có nghĩa là bây giờ cái khổ giấy này nó đã nằm ở trong cái khung này đó, là mình bấm in là ok. Và khi mà bấm in như vậy khay tay á, bấm in xong ra khay tay phải bấm chọn vô, chọn trên máy photo nữa thì nó mới chạy được nha. Đó, quá trình cài add khổ giấy là như vậy là nó đã xong nha. Rồi.